Tin Mừng theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói: "Không phải anh em đã chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn anh em. Chính thầy đã chọn anh em." Sách Công Vụ Tông Đồ thuật lại: sau khi Đức Giêsu về trời, tông đồ đoàn và các môn đệ của Người tuyển chọn người thay thế ông Giuđa. Sau khi đã cầu nguyện: "Lạy Chúa, Chúa biết lòng mọi người, xin tỏ ra trong hai người này Chúa chọn ai để được dự phần chức vụ vào nhiệm vụ tông đồ mà Giuđa đã lìa bỏ." Họ rút thăm trúng ông Matthia. Từ đó ông Matthia được kể là tông đồ. Lời Chúa nhắc đến chính ơn gọi của chúng ta. Chúng ta cũng được Thiên Chúa tuyển chọn, ý thức mình là người được chọn và sai đi. Chúng ta sẵn sàng trở thành tông đồ dịch thành rao giảng Tin Mừng cho thời đại hôm nay bằng chính cuộc sống chính nhân của mình. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa đã yêu thương kêu gọi chúng con bước theo Ngài. Xin Chúa cho chúng con biết làm chứng cho Chúa bằng cả cuộc đời chúng con như Thánh Tông đồ Matthia. Amen.